Không, ta buộc, phải buộc cái bao để mình để cho nó khỏi nặng hả, khỏi rụng xuống. Wow, vẻ đẹp quá ha, tô màu. Công viên Gia Định chứ không phải công viên 239. Wow, đẹp quá trời. Gá hả? Nhìn thấy mơ. Cái này là công viên Gia Định. Cái chợ hoa công viên Gia Định này là lớn nhất, lớn hơn 23/9 là Lê Văn Tám. Cái công ở cái công viên này nó bán rộng quá, nhiều quá. Nó là trồng một năm xong rồi cái đầu người tới Tết á là bắt đầu mới mới làm cho nó ra sản. Ờ. Hai năm. Hay ha. À ha. Wow. Nhìn thấy mơ. À ha. Quay cái bút bát xuống cây cẩn thận. Đeo nhưng mà cẩn thận thôi nè. Lúc mà quay ngang quay dọc thôi chứ. Wow, cái này chín quá trời. Ừ. Chín nó mới có mùi thơm. Cây mai kìa, đẹp. Bên kia ta buộc, phải buộc cái bao để mình để cho nó khỏi nặng hả, khỏi rụng xuống. Wow, vẻ đẹp quá ha, tô màu.
ha. Ừ. Hai bạn Thọ bên bên Mỹ không ta? Rừng đào công viên 23/9 đối diện khách sạn New World là chuyên về lan. Công viên này, gia đình này là chuyên về đào, đào quá trời. Còn công viên Lê Văn Tám như quất nhiều mai nữa, nhưng mà công viên này có vẻ đào, toàn là đào, tắc quất nhiều, nhưng mà đào có thể quá trời. Chưa bao giờ thấy cái chỗ nào nhiều đào. Mang từ Bắc cho nhiều dữ. Muốn mua mà ừ, này ta buộc để giảm gió, gió thổi như kia nó rụng. Hồi nhỏ là cái đi chợ Tết thấy bố mẹ mua mai mà đâu phải mua cây, chỉ có mua một cành thôi. Một cành chứ đâu có tiền đâu mà mua. Bây giờ mua một cành thôi là cắm vô cái bình bông đổ nước. Tao nói cái này nãy 1 triệu mấy nè. Ừ. Trời ơi, bên chỉ là thường thường mấy cái nhà
dầu hoặc là mấy cái công ty nó mua về nó trưng á, giống như mấy khách sạn của công ty. Ồ, vàng này vàng luôn, vàng mai đẹp không? Mai này trưng nha, tuyệt vời. Bên này nở nhiều. Khu này là cúc, duy nhiều cúc. Hướng dương này là sẵn dịp đi chợ hoa, thành ra ở công viên Gia Định đó, thành ra mình cũng quay một ít cảnh ở công viên này cho các bạn xem. Công viên này cũng rất là to và đẹp, nhìn thấy cây cảnh là phải biết người ta tốn không biết bao nhiêu thời gian tiền bạc để mà giữ gìn như thế này. Thực sự cái công viên này rất là lớn, nhưng mà cái chợ hoa đó, giống người ta trang trí, ta bán buôn bán ở thường thường ở mặt là đường thôi, còn bên trong thì vẫn là công viên bình thường nhất, để cho mọi người có thể tới đây sinh hoạt và tập thể dục vào cuối tuần hay buổi sáng gì đó, nhưng mà cuối tuần thì có lẽ đông. Nhìn cái cây cảnh là thấy đẹp không? Hai bên bốn bên đó, sát cái lề đường đó, thường thường người ta dùng để mà trang trí nhiều và để cho các người dân thuê để mà bán hoa, tăng thêm thu nhập cho cái công viên này.
công viên này nghe nói như là có 800 lô người ta chia mấy cái bốn cặp của công viên ấy, sát với đường để mà cho người dân thuê 800 lô lắm. Còn mấy công viên Lê Văn Tám hoặc là công viên 23/9 thì có vẻ ít hơn, nhỏ hơn. Ở đây công viên 23/9 thì trung tâm Sài Gòn, nhưng mà tại vì công viên nó cũng nhỏ, anh mình nghĩ chắc nó cũng không to công viên này đâu, nhưng mà được cái nó ngay trung tâm Sài Gòn, thật ra có vẻ ta chuyên về lan là nhiều, chuyên bán về lan là nhiều. Còn công viên này mình thấy đào với quất, wow trời.